đúng đỉnh điểm của thời vàng son của cải lương thì nói một vở tuồng mà soạn giả viết ra một vở tuồng, người ta có thể sắm mấy căn nhà. Nếu mà trả tiền một lần cho tác giả cũng là một số tiền rất lớn. Còn không á, thì người ta sẽ ăn tiền theo xuất diễn, lãnh phần trăm theo xuất diễn của đêm diễn. Cái tuổi thọ của một vở diễn á, rất là dài. Một vở diễn diễn có thể cả 10-20 năm mà tần suất diễn dày đặc thì cái số tiền mà người tác giả được nhận rất là lớn. Ba chị là soạn giả Linh Quân. Hồi đó ba cũng hợp tác với cô Thanh Kim Huệ, với chú Thanh Điền, rồi có cộng tác với chỗ nhà hát Trần Hữu Trang, và có một vài vở ba chị cũng có viết chung với lại Bác Ba Hoa Phượng. Dạ. Yeah. Thì đó là cái thời điểm khi mà chị còn rất là nhỏ. Lúc đó thì ba chị cũng có những cái vở cải lương mà được rất là nhiều đoàn khác dựng, ví dụ như là Lưu Bình Dương Lễ, Tiêu Dao Thần Chưởng, rồi những cái tuồng theo cái mô típ của hồi xưa đó. Thời đó thì không có nhiều trung tâm đào tạo, và đặc biệt là viết tuồng cải lương á, thì những thầy tuồng, hồi xưa gọi là thầy tuồng đúng không chị? Đúng thì rồi. Những thầy tuồng học nghề từ đâu ạ? Mình không nói tới hồi xưa, ngay cả bây giờ vẫn không có những cái trung tâm đào tạo người viết cải lương chính thống. Yeah. Cho tới hiện tại bây giờ luôn. Ngày xưa đến bây giờ người tác giả mà viết được cải lương đó thì thường đa phần là những người tự thân họ có năng khiếu. Họ làm cái công việc đó trong một cái sân khấu, trong một đoàn hát thôi. Thì thường á, là những người đi trước sẽ truyền dạy kinh nghiệm cho đàn em, cho những người đi sau, thì qua cách nghề truyền nghề. Nhưng mà phong cách viết của mỗi người sẽ mỗi khác. Yeah. Bởi vì không có một cái rập khuôn cho tác giả. Không thể nói ở cái trường phái này phải viết thế này thì bao nhiêu cái nó sẽ giống nhau như vậy. Không có. Là tự tư duy của mỗi người, tự cảm nhận và tự cái trình độ của mỗi người thì họ sẽ viết nên một cái kịch bản cải lương để mang cái bản sắc riêng của một người tác giả đó. Vai trò của một người thầy tuồng ở các đoàn hát ngày xưa như thế nào chị? Ngày xưa đó, các thầy tuồng đó, họ có một cái vị trí gọi là bất khả xâm phạm của một đoàn hát. Yeah. Chỉ dưới một người đó là ông bà bầu thôi. Nhưng mà là những ông bà bầu uy tín có máu mặt kìa. Còn đa phần á, những người mà bầu gánh á, họ cũng lệ thuộc cái tỷ lệ thành công của một gánh hát của mình vào cái người thầy tuồng. Ngày xưa đó, người thầy tuồng rất ít khi mà ngồi ở nhà tự viết ra một cái kịch bản rồi mới nghĩ là ai đóng vai nào, vai nào, vai nào. Không có. Ngày xưa thầy tuồng là họ sống chết với sân khấu luôn. Họ như một người diễn viên hay là một người nhân viên nào đó trong đoàn. Họ cũng ăn, cùng ngủ, cùng sống với anh em như một gia đình. Họ phải nhìn cái sân khấu của mình có những ai, có những yếu tố nào, có những cái nguyên liệu nào. Thì họ sẽ viết ra một cái kịch bản mà trong nghề gọi là đo ni đóng giày đó. Yeah. Cái sự thành công hay không của một đoàn hát đó phụ thuộc rất nhiều vào cái người tác giả. Thứ nhất là họ nắm bắt được cái thị hiếu của khán giả. Và thứ hai nữa là họ viết đúng, viết chính xác cho những người nghệ sĩ trong đoàn của mình, phát huy được hoàn toàn 100% cái thế mạnh của người nghệ sĩ. Yeah. Cho nên người thầy tuồng lúc đó rất là quan trọng cho một gánh hát. Vậy thì cuộc sống của thầy tuồng có sung túc không? Tại vì vai trò của thầy tuồng lớn như vậy, quyền lực như vậy. Bản thân chị lúc chị lớn lên thì chị thấy ba chị nghèo lắm. Thì ba chị cũng viết tuồng, cũng là thầy tuồng. Nhưng ba chị nói lại, do thời cuộc, do cái sự biến chuyển của xã hội, tất cả mọi thứ nó tác động vô. Chứ thời đúng đỉnh điểm của thời vàng son của cải lương thì nói một vở tuồng mà soạn giả viết ra một vở tuồng, người ta có thể sắm mấy căn nhà. Thì em tính đi, ngày xưa đó, nếu mà trả tiền một lần cho tác giả cũng là một số tiền rất lớn. Còn không á, thì người ta sẽ ăn tiền theo xuất diễn, lãnh phần trăm theo xuất diễn của đêm diễn. Cái tuổi thọ của một vở diễn á, rất là dài. Một vở diễn diễn có thể cả 10-20 năm mà tần suất diễn dày đặc thì cái số tiền mà người tác giả được nhận rất là lớn. Sau này em nhớ là có một cái giai đoạn mà hình như cải lương Hồ Quảng không có kịch bản, mà có những vở chỉ có lăng tuồng thôi, không có kịch bản. Thì lúc đó vai trò của thầy tuồng ở đâu ? Cái đó nó là một hình thức biến tướng khác của sân khấu. Nếu về nói về sân khấu chính quy, sân khấu chuyên nghiệp thì nhất khoát phải có tuồng tích đàng hoàng. Còn cái chuyện mà đi hát mà gọi là trong nghề kêu bằng hát cương đó, hát cương là hát không có tuồng đó, hát tự có cái lăng tuồng thôi, có cái đề cương thôi, rồi mọi người cứ bám vô đó, tự mọi người đặt danh theo hoàn cảnh của nhân vật để hát. Yeah.
Thì lúc đó đó, ở những cái đoàn đó đó, thì người ta cũng sẽ có một người, người coi tuồng chứ không phải là thầy tuồng nữa. Yeah. Thì người coi tuồng đó là người nắm rất rõ về cái kịch bản của ông thầy tuồng. Rồi họ có nhiệm vụ, tại vì những cái đoàn nhỏ đó, hoặc là những cái gánh hát để hồi xưa đi cúng đình đi này đi kia đó, thì họ có cái yếu tố là gánh hát rap, đoàn hát rap. Rap đây không phải là rap như mình bây giờ. Rap có nghĩa là họ tới mùa chầu. Yeah. Hoặc có điểm diễn họ mới rap nghệ sĩ các nơi về. Yeah. Tất cả những người nghệ sĩ đó họ sẽ hát theo cái blank tuồng mà của ông mà coi tuồng đó. Ông nắm cái tuồng của ông thầy tuồng, ông mới kể lại chỗ này là anh Đào này gặp cô kép này, ra cái tình huống này, rồi hai người sẽ đi tới đâu, thế nào, thế nào, thế nào. Thì giống như là kể một câu chuyện. Có một giai đoạn em nhớ là thời điểm mà cải lương cực thịnh, dạng cải lương gọi nôm na là cải lương video á, thì chị Tô Thiên Kiều cũng là một trong những tác giả tham gia rất là sôi nổi vào trong lực lượng đó, trong rất nhiều những vở diễn giai đoạn đó. Thì chị có thể kể một chút về thời điểm này được không ạ? Cái thời điểm đó mà kể thì nó dài lắm á. Là tại vì thời điểm đó là thời điểm khi mà chị tham gia trực tiếp vào cái giai đoạn đó. Video bắt đầu từ chỗ mà những cái khán giả ở nước ngoài á, người ta rất là khao khát được bộ môn nghệ thuật của mình, nhưng mà để về đây để xem hát thì không có điều kiện, hoặc là đem một đoàn hát qua bên nước ngoài thì sẽ không có điều kiện. Cho nên là lúc đó là kỹ thuật phát triển, người ta mới cứ ghi hình video đưa qua nước ngoài. Thì theo thời cuộc thì lúc đó thì cái video nó quá thịnh hành, tại vì nó dễ dàng đưa đi được tất cả các nơi để phục vụ cho mọi người. Lực lượng mà sáng tác đó là hiếm vô cùng, không phải là hiếm nữa mà là thiếu, là tại vì rất là nhiều người viết nhưng vẫn không đủ để cung cấp, tại vì số lượng sản xuất quá ồ ạt, số lượng sản xuất quá ồ ạt. Yeah. Tận dụng tất cả kho tàng cải lương của Việt Nam. Có những cái giai đoạn mà ráo riết đó nỗi mà 10 ngày 10 đêm không có đặt lưng nằm xuống giường, chỉ ngồi trên bàn vậy nè. Dạ. Viết mà lúc đó không có, chưa có đánh máy được như là vậy, viết tay rồi bỏ ra cho người ta đánh máy, chỉnh sửa kịch bản đó. Dạ. Là đâu có trên máy đâu mà chỉnh sửa, rồi phải cắt giấy dán vô, lấy bút xóa bôi rồi dán vô, rồi bắt đầu viết cái mình sửa lên, làm như vậy đó. Mà có khi 10 ngày 10 đêm không có đặt lưng xuống, còn là ăn ngủ, chuyện phòng thu là cái chuyện bình thường. Em có thể hình dung như thế này nè, một tuần lễ là ở suốt trên phòng thu đó, 2 ngày để thu tiếng, một ngày thu tiếng đờn, một ngày diễn viên lên mic tiếng và đi ra ngoài quay hình 3 ngày. Sau đó rồi mới về edit dựng để ra. Mà làm như vậy là làm xuyên suốt, không có ngày nghỉ. Yeah. Đội nào ở đây thu thì thu, đội nào đi ra ngoài quay thì quay. Chị nhớ cái thời điểm đó đó, có lúc á, ở phòng thu xong đi ra hiện trường quay tới 12 giờ mấy, 1 giờ về tới tại công ty thì không có về nhà, chỉ nằm trong cái phòng để máy đó, nằm lăn ra đứa góc ngủ gật gì đó cho tới 4-5 giờ sáng là phải thức dậy đi ra hiện trường tiếp. Dạ. Yeah. Và cứ đi liên tục như vậy đó, quay một đợt hết 3-4 tuần gì đó về bắt đầu thu tiếng tiếp. Hoặc là ở ngoài này đi thì cái lực lượng ở đây sẽ thu tiếng những cái tuồng khác cho nó sản xuất ồ ạt luôn. Kịch bản lúc đó là tác giả, những người tác giả lúc đó là cung cấp kịch bản gần như không đủ để mà làm luôn. Cỡ bao lâu thì mình phải cho ra một kịch bản trong giai đoạn đó chị? Chị không biết các cô chú khác thì viết như thế nào, nhưng mà về phần chị đó, lúc đó đó, trong vòng một tháng như vậy chị phải ra khoảng 2 hoặc 3 vở. Trời, rồi còn đi lên thu đờn, rồi thu tiếng, rồi còn ra hiện trường nữa, coi như là không có ngày nghỉ ngơi luôn. Không có ngày nghỉ ngơi. Dạ. Yeah. Chị nhớ có cái tuồng mà Vợ Hừng Đậu của Phi Nhung làm á. Yeah. Của Phi Nhung với lại Kim Tử Long diễn đó. Thì cái tuồng đó đó chị phải viết gấp cho Phi Nhung về thu để dựng diễn đó. Thì chị chỉ viết một ngày một đêm cái tuồng đó thôi, là lúc đó phải làm cho xong. Và nhìn lại cái giai đoạn mà cải lương video đó thì chị đánh giá là nó đã có tác động như thế nào đến cải lương truyền thống? Có một số ý kiến và đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều người có ý kiến là video cải lương đã giết chết sân khấu. Riêng cá nhân chị không chấp nhận điều đó. Bởi vì video em có thể làm âm thanh nó sôi động hơn, ánh sáng nó đẹp hơn, người diễn có thể diễn tả được nhiều cảnh hơn, nhưng thủy chung lại cái cảm xúc khi mà em xem trực tiếp ở sân khấu thì không có bất cứ một video nào làm được điều đó. Và hai cái nó là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Nhưng chị nghĩ cái thời điểm đó video ra người ta chấp nhận nhiều là vì nó tiện dụng. Yeah. Chứ không phải vì nó quá hay để nó lắp được cái sân khấu. Sân khấu là một thánh đường, không ai có thể làm gì ảnh hưởng đến thánh đường được. Nhưng có một điều nữa chị nghĩ, sân khấu lúc đó
giảm dần đi là thứ nhất do lực lượng nghệ sĩ tập trung vào để sản xuất video là một. Cái thứ hai nữa là kinh phí để dựng một vở sân khấu quá nhiều. Mà khi em dựng ra như vậy đó thì cái kinh phí nó cao lên, giá vé em phải tăng lên. Và cái thực tại đó cho tới bây giờ vẫn còn nha. Khi em dựng một vở cải lương nó quá nhiều tiền và em không thể nào bán vé lỗ được. Thì để lấy lại được cái kinh phí đó mà chưa chắc gì lấy lại được thì giá vé phải cao. Và như vậy thì nó sẽ không phù hợp với đại chúng nữa.